S36 là một khẩu súng tiêu biểu thuộc dòng súng máy trong Call of Duty Mobile. Đã có thời điểm trong mùa thứ tư, S36 được xem là một khẩu súng mạnh đến mức được liệt vào dạng overpower, với chỉ số sát thương lên đến 75 kết hợp với băng đạn lớn kèm tốc độ xả đạn cực nhanh, thậm chí là nhanh hơn cả AK-117 và MSMC. Người sử dụng khẩu súng này có thể dễ dàng quét sạch tiêm địch. Trong vòng bán kính 50m đổ lại, bạn có thể dễ dàng tiêu diệt một mục tiêu chỉ với 3-4 viên đạn của S36. Dù đã bị giảm sức mạnh ở mùa hiện tại sau khi nhà phát hành quyết định tăng độ giật khi sử dụng súng, khiến cho những ai yêu thích lối chơi kèm mục tiêu từ xa với S36 gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng khẩu súng này. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thích nghi với độ giật của súng thì đây sẽ là một vũ khí tuyệt vời để giúp bạn leo rank trong chế độ multiplayer. Thông thường, để có thể mở khóa vũ khí này, bạn cần phải đạt đến cấp độ 120 trong Call of Duty Mobile Việt Nam. Tuy nhiên, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, bạn sẽ có cơ hội sở hữu skin kỵ sĩ không đầu của S36 thông qua việc tham gia sự kiện thu thập Dog Tags. Để có thể thu thập vật phẩm này, bạn chỉ cần tiêu diệt kẻ địch trong 2 mode chơi multiplayer và sinh tồn. Top 5% người chơi có số lượng Dog Tags nhiều nhất sẽ được sở hữu skin vũ khí đặc biệt này. Ngoài ra, khi tham gia sự kiện, bạn cũng sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn khác như skin súng biến dị của BI-15 cùng nhiều phần thưởng khác cho chế độ sinh tồn.